Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta trồng cái cây dâu tầm cho các bạn ha. Đây là ha, cây dâu tầm nè, đó ha. Để rất là dễ dàng nha các bạn ha. Đây ha, dâu tầm thì nó rất là nhiều chức năng ha, rất là bổ dưỡng ha. Để cho tôm tép ăn cũng được ha, cho rùa ăn cũng được ha. Rồi nuôi dế cũng được ha. Ngoài ra là các bạn cũng có thể làm trà đó các bạn ha. Rồi cho tầm ăn làm gì lấy giải cũng được ha bạn ha. Rồi cái cách trồng thì rất là dễ các bạn ha. Mình cũng có thể là mình chỉ cần lấy cành các bạn ha, lấy cành của nó các bạn ha, thấy không? Thấy thân nó ha, mình cắt thân của nó ra, khúc khúc giờ mình ghim nha các bạn. Ha, ở đây mình các bạn thấy không? Nè. Đây thì mình cũng ghim cắt sẵn rồi. Thì bạn cắt sẵn khúc 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 như thế này ha. Khúc thân dài như thế này ha. Đó. Rồi mình sẽ đi cắm nha các bạn ha, mình sẽ cắm vô đất mềm thôi là sống được ha. Đất ẩm ướt là bạn là thì các bạn sẽ sống được ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy đi ghim bạn xem nha. Mình sẽ cắt khúc khúc như thế này ha. Đó. Rồi mình ghim luôn các bạn. Ha, mình ghim. Mình cứ lấy đại một đoạn mình ghim ha. Đó. Rồi, cứ ghim như vậy là được nha các bạn ha. Thì cái cách ghim sao thì mình lưu ý ha. Mình ghim cái chiều mà hướng gốc á xuống nha các bạn ha, đừng lấy ngược lại nha. Đó, các bạn chào cầm góc này nè, cái này là góc này thấy không? Cái chổi nó nè ha. Nó hướng lên nè ha, thì mình ghim phía xuống ha, đừng có lấy cái này mà ghim ngược lại là không được nha các bạn ha. Rồi mình ghim hướng xuống nha. Đó ha. Đó, ghim như vậy ha. Đó, là được các bạn, là nó sẽ phát triển ha. Đó. Thì chúng ta thường nên ghim vào mùa mưa các bạn, để cho đất ẩm ướt đủ ướt để nó sống nha. Đó, còn nếu chúng ta mà muốn mà sống nhanh thì ta có thể tưới xuyên tưới ha, thì nó cũng sẽ phát triển nha các bạn. Đó. Thì rất là dễ nha các bạn ha. Đó, đó chỉ là cái lưu ý thôi. Cái cây dâu tầm mà rất là dễ trồng ha. Đó. Rồi thì đó là mình hướng dẫn các bạn ha, chúng ta trồng cây dâu tầm tại nhà ha. Nó cũng có thể bạn cũng thấy lấy cành nè, mình lấy cành đó mình ghim vô chậu cũng được các bạn. Thì nó cũng vẫn sống bình thường nha bạn ha. Chúng ta không cần ghim ngoài đất ha. Nếu chúng ta không có đất thì chúng ta trồng đó ghim ở nhà cũng được. Để chúng ta nấu nước uống cũng được ha. Lấy lá lên nấu nước uống cũng là một bài thuốc rất là hay. Đó, chúng ta trồng trong chậu được rồi ha. Nó dễ lắm. Đó, đây mình trồng ha. Đó. Bạn cứ ghim vậy là được rồi. Đó là mình hướng dẫn các bạn trồng cây dâu tầm nha. Tại nhà rất là dễ luôn, bằng cành ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nha. Rồi xin chào các bạn.